À, giới thiệu với các bạn về nhãn lồng dây ha. À, mình xin giới thiệu với các bạn về nhãn lồng dây. Nhãn lồng dây này có tác dụng an thần. À, nó cũng rất là ngon các bạn nha. Nếu cái đọt nè, cái đọt non ha. Các bạn nấu cái đọt ngon non với trứng, luộc với trứng ngon lắm nha. Đấy, đọt non, nhãn lồng. Rồi ngó sen nè, tam thất nè. Rồi nói chung là rất là nhiều cái loại trái cây ăn quả cũng như là rau thuốc mà có giúp chúng ta nhiều về ngủ ngon an thần. Rồi mình xin chia sẻ bên dưới mô tả các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.